Bích Tiên thân mến chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Mọi người có khỏe không? Hôm nay trời Cali lại trở lạnh các bạn. Âm u. Hôm qua với hôm kia thì trời mưa. Tưởng là nắng ấm trở lại rồi nhưng mà không ngờ tuần trước thì ấm lắm nhưng mà hôm nay Tiên lại thấy trời hơi lạnh trở lại. Hy vọng là tuần sau thì thời tiết sẽ tốt hơn để mình có thể mình trồng trọt đó các bạn. Hôm nay thì Tiên đi ra vườn là vì Tiên muốn kiểm tra lại xem hai cái thùng compost mà 2 tháng trước Tiên làm từ rác nhà bếp đó các bạn. Tiên muốn mở ra để xem thử xem cái rác nhà bếp mà Tiên compost nó đã phân hủy được đến bao nhiêu rồi. Thì Tiên nhớ là cái video đó Tiên làm 2 tháng trước. Tiên có nói là khoảng từ 2 tới 3 tháng thì mình có thể sẽ sử dụng được cái rác compost đó để mình trồng rau, trồng cây đó các bạn. Thì hôm nay Tiên muốn mở ra xem thử coi nó như thế nào cho các bạn cùng xem chung với Tiên nha. Bây giờ Tiên mở cái bao ni lông ra ha các bạn ha. Thì ở trong đây Tiên thấy có cái mầm cây các bạn. Tại vì lúc mà Tiên compost á, là có trái cây trong đây. Bây giờ nó lên cái lá như vậy mà Tiên không biết nó là cái cây gì nữa. Để Tiên coi thử coi nha các bạn. Nó từ cái hạt gì ha. Cây cuốc lớn hơn đi, cái xẻng này nhỏ quá. Các bạn thấy vui không các bạn? Con nào con nói mập thù lù luôn. Tại vì khi mà Tiên compost, Tiên có bỏ vào đây một ít phân gà. Mà cái phân gà đó các bạn nó sẽ làm cho ra giun nhiều lắm. Và khi mà có nhiều giun như vậy á, thì nó ăn cái rác nhà bếp rất là nhanh. Hôm nay thì các bạn thấy nè, cái đất gần như là nó tơi hết rồi nè các bạn nè. Nhưng mà cái vỏ trứng gà thì vẫn còn ha. Cái vỏ trứng gà nó lâu tan lắm. Hôm đó Tiên có bóp vụn ra nhưng mà có một số vỏ Tiên không có bóp các bạn, cho nên là nó vẫn còn nè. Đó, mấy cái này là vỏ trứng gà đó. Các bạn thấy giun nhiều ghê không? Quá trời giun luôn. Đất hôm nay tốt lắm rồi các bạn. Tơi lắm rồi. Đến này là Tiên thấy Tiên lấy Tiên bắt đầu trồng rau trồng cây được rồi đó. Hôm nay Tiên kiểm tra hai cái thùng compost của Tiên thì Tiên rất là vui các bạn. Tại vì coi như là nó đã vừa kịp lúc để cho Tiên sử dụng cái đất này để cho Tiên trồng rau, trồng cây. Thì mình có thể để nguyên cái thùng như vậy rồi mình trồng rau vào luôn các bạn. Nhưng mà như vậy thì uổng cái đất compost của mình lắm. Tại vì cái mà nằm ở phía dưới đáy á, nó cũng là đất tốt.
mà nếu như các bạn tưới nước xuống á, thì là nó sẽ cái chất bổ nó sẽ theo nước nó đi mất thì nó phí đi, cho nên nó là Tiên sẽ sử dụng một nửa thôi, một nửa đất ở phía dưới là đất bình thường, rồi nửa phía trên thì Tiên sẽ để cái đất tốt này lên, thì khi mà mình tưới nước á, thì cái chất dinh dưỡng mà nếu như cây đang không kịp các bạn thì nó sẽ thấm xuống dưới cái đất bình thường ở dưới, thì nó sẽ làm cho cái đất ở dưới cũng tốt luôn. Thì 2 thùng như vậy là Tiên có thể làm đã được thành 4 thùng để Tiên trồng rau cho cái mùa hè năm nay rồi đó các bạn. Các bạn nhìn thấy đằng kia không? Tiên lại để dành được một số rác nhà bếp nữa rồi, cho nên là Tiên sẽ lại tiếp tục compost để cho mình lại có thêm đất tốt để mình sử dụng cho rau củ cây ăn trái trong vườn của mình. An toàn cho sức khỏe. Tiên thấy ở Việt Nam thì sử dụng thùng xốp rất là nhiều, nhưng mà Tiên thì sử dụng loại thùng nhựa này ha các bạn ha, vì mình sẽ sử dụng được rất là lâu dài, rất là lâu bền luôn. Thì bây giờ Tiên lót một cái lớp vải fabric này vào nha các bạn. Cái lớp vải này đó là giúp ngăn ngừa cho cỏ dại nó không có đi vào được cái đất tốt của mình, mà lại giúp cho cái đất của mình nó thoáng khí đó, thì là rễ cây nó phát triển sẽ rất là khỏe. Cái loại vải này các bạn mua trên Amazon cũng có nha các bạn. Sau khi mà Tiên lót một lớp vải rồi thì Tiên sẽ lót một lớp bìa cạc tông. Tại vì cái bìa cạc tông này đó các bạn, nó sẽ giúp giữ ẩm cho đất. Khi mà các bạn tưới nước đó thì cái nước nó sẽ thấm vào trong cái bìa cạc tông này. Nó làm cho lúc nào cái đất của mình nó cũng mát hết. Bạn ơi, bây giờ vậy là Tiên có được thêm 4 thùng nữa nè, tổng cộng là 6 thùng phân compost, phân ủ từ rác nhà bếp rất là tốt cho cây trồng và rau củ. Video của Tiên đến đây là hết rồi. Tiên rất là cảm ơn các bạn đã xem video của Tiên nha. Mong là các bạn sẽ thích và nhấn nút thích và nút đăng ký cho kênh của Tiên nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye.